Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một cái clip để giới thiệu về một combo. Combo này là một đôi loa và một quả xúc điện 40, sử dụng âm thanh gia đình cực kỳ là tuyệt vời. Cái cấu hình này Tùng Nguyễn đã lên dàn cho khách rất là nhiều rồi, và các bác cùng tham khảo cái cấu hình. Một quả xúc điện 40 Beziga hàng khủng và một đôi full 30 Lexo cũng là hàng khủng, và dựng với bát tép của nó là LG336 khôn dây nhôm dẹt, tiếng của nó cực kỳ là tuyệt vời. Đối với dòng full 30 thì là của Tùng Nguyễn dựng, còn đối với dòng súp là Tùng Nguyễn nhập nguyên thùng. Đấy, nguyên thùng các bác nhé. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một quả súp điện 40 Beziga, sử dụng củ bát từ 109 con 76, sử dụng mạch súp nguồn xuyến 4 sò và mạch của nó chạy cả hệ thống quạt gió. Cái cấu hình của nó full 30, vỏ thùng Lexo, bầy lên kệ không có một ai chê, và ai đến nhà chơi uống nước cũng khen đẹp. Và vỏ thùng của Lexo của Tùng Nguyễn Audio được cái dòng full này dựa trên một thùng thân thùng của loa của nhập của Trung Quốc, và đóng lên một cái cấu hình thùng này, tiếng trống của nó rất sâu. Đối với dòng thùng của nó sẽ sâu hơn tất cả các loại thùng ở trên thị trường là 2 phân các bạn, nó sâu hơn thị trường 2 phân. Tất cả các loại thùng nhá, nó thon về đằng sau và nó sâu hơn, nên chất chống của nó lên rất là tốt. Loa full này lên lời, nhưng mà cái thùng này nó có cái chiều sâu rất tốt, nên là nó cho chất chống rất là ok. Đối với Tùng Nguyễn thì Tùng Nguyễn dựng nhất nhiều vỏ thùng, và Tùng Nguyễn đánh giá cái mẫu vỏ thùng này cực kỳ là tuyệt vời. Đây là một thương hiệu riêng của Tùng Nguyễn Audio, và hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho tất cả các bác một đôi loa Lexo, nó quá là đẹp luôn. Ở trên thị trường không có một loại loa vỏ thùng nào mà đẹp như mẫu vỏ này. Các bác cứ tham khảo mà xem. Nó cân về phía sau. Đấy, rất là dễ bày. Các bác nhé, bày loa gia đình các bác đừng bao giờ bày các cái loại cánh én. Cánh én rất là khó xử lý. Đấy, quả xúc điện này thì nó có cái rốn ở giữa. Đấy, các bác xem video thì nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nhé. Bác nào chưa đăng ký thì cho em một nút đăng ký ạ. Xúc điện 40 Beziga này là một loại gân vải hay gân và màng được xếp đi lượng sóng. Củ bát 109 là bằng củ bát này. Xúc điện mà loại từ 109 con 76 nó rất là khỏe các bác nhá. Đấy. Xúc điện 40 Beziga, mặt lưới căng bằng sắt và có cái nhô ở giữa của cái thùng xúc. Xúc điện 40 Beziga. Các bác lưu ý nhá, mạch của nó chạy hệ thống như của đẩy, có cả quạt gió. Đấy. Và cái cấu hình này là thành phẩm này, thì còn cái cấu hình này của nó là em để cho tất cả các bác xem cái cấu hình của bát với tép. Đấy, đi mua loa quan trọng nhất là cái nội thất ở bên trong. Các bác mua cái cấu hình này, tiếng của nó cực kỳ tuyệt vời, hát rất sáng tiếng. Em sử dụng bát của nó là từ 109 con 76, của mã của nó là Moren 12WF336. Sản phẩm bát 30 chính hãng của LG. Đối với dòng loa, các bác lưu ý loa, nhưng mà loa mới, nhưng mà được chơi những hàng xịn của Trung Quốc thì các bác khỏi phải chê, khỏi phải nghĩ đi ạ. Từ 109 con 76, xương nhôm đúc trẻ đôi, dòng LG phải trẻ đôi mới là dòng cao cấp. Chạm nhún màu vàng, từ 109 con 76 côn dây nhôm dẹt, bích lỗ kẹp tê của nó rất dày, trông rất giống các dòng loa bãi. Và màng của nó là màng xếp đi, cái màng của nó trông rất là khô. Đấy, khô và trông rất là xịn, gân vải tẩm dầu 3 gân. Tép của nó, tép LG có 2 mẫu, loại này là loại phiên bản cao cấp, nó bằng mấy cả tiền mấy cả giá của tép neo luôn. Tép LG lắp nhôm hình bông hoa. Sản phẩm này từ của nó rất dày và trông củ tép nó rất là khủng. Hầm hố chưa các bác, nhìn nó rất là xịn ạ. Hai ống thông hơi, hai cân ở hai bên. Ống thông hơi ở đằng trước. Đấy, khi các bác sử dụng loa nó sẽ phả hơi về đằng trước thoát khí. Khi các bác nào mà nhà nào mà nhiều chuột thì cũng không sợ chuột rồi, vì nó ở trong mặt trong của lưới sắt. Thùng của nó được chôn ren, và phân tần của nó các bác nhìn từ trên cao xuống có một bóng cầu chì và hai con tím tím, cái là hai con chở của nó bằng nhôm, và có bắn bông màu đen ở xung quanh. Thùng của nó đều được chôn ren. Đấy, hôm nay thì tuy là hàng Tùng Nguyễn là hàng dựng đúng không các bác, em giới thiệu rất là kỹ nhá. Đến với Tùng Nguyễn Audio, Tùng Nguyễn lúc nào cũng nói đến hàng dựng đấy, chứ không phải là cái gì nhập thì bảo là nhập, mà cái gì dựng thì bảo là dựng, để cho khách hàng đến với Tùng Nguyễn nó là vuông ạ. Nó không bị ngoằn ngoèo, các bác khó hiểu. Loa, dựng, súp nhập. Cái cấu hình ngày hôm nay là một quả súp 40 nguyên thùng, nhập nguyên kiện, với giá 4 triệu quả được bao ship. Còn đôi loa full này của nó
đang là có giá 6 triệu rưỡi một đôi loa này. Đấy, 6 triệu rưỡi đôi loa là tại cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Với cái cấu hình ngày hôm nay thì em giới thiệu cho tất cả các bác cái combo này. Các bác có muốn lên dàn chỉ cần bộ thớt của mình chỉ có đẩy vang lân tiếng mic không dây là bộ dàn này nó hát quá là tuyệt vời luôn. Và hôm nay em Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác, và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh của Tùng Nguyễn Audio nha.